Táo bón khi mang thai luôn là nỗi ám ảnh cho các mẹ bầu. Có khoảng một nửa mẹ bầu bị táo bón trong thai kỳ nhưng đã số chưa biết giải quyết và coi nhẹ vấn đề này. Nếu tìm hiểu kỹ hơn, mẹ sẽ thấy được các nguy cơ tiềm ẩn gắn liền với chứng bệnh táo bón. Vì thế, video sẽ nêu những nguyên nhân cũng như giải đáp thắc mắc mẹ bầu bị táo bón uống gì. 10 nguyên nhân khiến mẹ bầu bị táo bón Muốn giải đáp câu hỏi mẹ bầu bị táo bón uống gì thì cần phải tìm hiểu nguyên nhân khiến mẹ bầu bị táo bón. Hãy cùng tìm hiểu 10 nguyên nhân gây táo bón khi mang thai. Sự gia tăng hàm lượng hormone progesterone trong thai kỳ khiến cơ bắp được thư giãn bao gồm cả ruột của mẹ bầu. Và ruột hoạt động chậm hơn dẫn đến quá trình tiêu hóa cũng chậm hơn, tử cung mở rộng phát triển chèn ép các dây thần kinh quanh nó và các tĩnh mạch vùng chậu. Các tĩnh mạch dưới Thêm vào đó thai nhi cũng lớn lên và chiếm không gian trong bụng, chèn ép và không gian của đường tiêu hóa bị thu hẹp. Từ đó cũng làm chậm quá trình di chuyển thức ăn, mẹ bầu bị mất nước do ốm ngén 3 tháng đầu. Gây táo bón, bà bầu thường ngại vận động, đặc biệt là về cuối thai kỳ, vì cơ bụng đã nặng. Chân sưng tấy, đau nhức, nó cũng là nguyên nhân gây táo bón ở phụ nữ mang thai. Nhiều phụ nữ mang thai cần bổ sung canxi và sắt cho quá trình phát triển của thai nhi. Tuy nhiên, Mẹ bầu bổ sung vượt quá hàm lượng khuyến nghị của hai chất này cũng sẽ dẫn đến táo bón. Mẹ bầu lạm dụng thuốc nhuận tràng, sử dụng với liều cao, thói quen nhịn đi vệ sinh cũng là nguyên nhân chính dẫn đến táo bón ở bà bầu. Thói quen ăn chay có thể gây rối loạn tiêu hóa và táo bón, việc ăn uống quá mức so với nhu cầu của cơ thể. Khiến việc tiêu hóa và hấp thu bị quá tải cũng dẫn đến táo bón, chế độ dinh dưỡng thiếu hụt chất xơ cũng gây táo bón ở bà bầu. Bà bầu bị táo bón có nguy hiểm không? gây thiếu hụt chất dinh dưỡng. Phụ nữ mang thai rất dễ bị thiếu hụt dinh dưỡng nếu bị táo bón trong thời gian dài. Khi bị táo bón trong quá trình mang thai, bà bầu thường cảm thấy buồn nôn, đầy bụng, khó chịu do các chất thải khí hư không được đào thải ra ngoài. Nó gây ra tâm lý sợ ăn, ăn không ngon ở bà bầu. Chế độ ăn uống không đều đặn như vậy lâu dần khiến bà bầu bị thiếu hụt các chất dinh dưỡng và nó cũng có thể trở thành nguyên nhân làm xuất hiện tình trạng thai nhi suy dinh dưỡng nguy cơ sảy thai tăng lên khi bị táo bón mỗi lần đi vệ sinh sẽ là cực hình đối với mẹ bầu đặc biệt là vào những tháng cuối khi bụng có kích thước lớn nếu đi vệ sinh lâu mẹ bầu rất dễ bị tê chân khó hoạt động và nó còn nguy hiểm bởi làm tăng nguy cơ sảy thai trong những tháng đầu khi bị táo bón mẹ bầu phải dùng sức để dặn để cho phân ra ngoài vô tình nó cũng khiến sảy thai vì vậy mẹ hãy tìm hiểu lời giải đáp cho câu hỏi mẹ bầu bị táo bón uống gì ngay nhé gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi có thể mẹ không biết táo bón chính là nguyên nhân dẫn đến bị trĩ sa trực tràng nứt hậu môn nguy hiểm hơn là nó có thể gây viêm đại tràng hoặc ung thư ruột kết táo bón mang lại cảm giác rất khó chịu cho mẹ bầu như đau rát vùng hậu môn đại tiện ra máu đau bụng không chỉ là trứng chán ăn hay buồn nôn táo bón còn có tác động xấu đến sức khỏe của mẹ vào bé bởi các chất độc như indon ammonia, phenol sẽ được tái hấp thu trong máu nếu quá trình này diễn ra nhiều lần sẽ gây nhiễm độc mãn tính và ảnh hưởng tiêu cực đến thai nhi. Mẹ bầu bị táo bón uống gì? Mẹ bầu bị táo bón uống gì? Nước. Nước lọc có tác dụng nhuận tràng hiệu quả và an toàn cho phụ nữ mang thai. Nó giúp tăng kích thước cũng như làm mềm khối phân. Từ đó, quá trình đi đại tiện cũng dễ dàng hơn phần nào. Ngoài tác dụng cải thiện tình trạng táo bón, nó còn giúp bà bầu ngăn ngừa tình trạng bị phù nề khi mang thai. Nước giúp cân bằng thân nhiệt và tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng của thai nhi. Vì vậy, lời khuyên cho mẹ bầu là nên tích cực bổ sung nước cho cơ thể mỗi ngày. Theo khuyến cáo là mẹ bầu có thể uống 3L nước tương đương với 10 đến 12 cốc mỗi ngày. Tuy nhiên, lượng nước này là tính trên tất cả những đường cung cấp như sữa, canh, hoa quả. Vì thế, mẹ bầu chỉ cần bổ sung đủ 1,5 lít đến 2 lít bằng nước lọc. Mẹ bầu bị táo bón uống gì, canh có chất xơ, chế độ ăn thiếu hụt chất xơ luôn là nguyên nhân chính gây nên thiếu máu ở mẹ bầu. Vì thế mẹ bầu cần có những thực phẩm cung cấp chất xơ trong thực đơn ăn uống hàng ngày. Với chế độ ăn này, hệ tiêu hóa của mẹ bầu sẽ khỏe mạnh hơn, tiêu hóa tốt hơn và lý do chính mẹ bầu cần có chất xơ bởi nó là thành phần tạo nên kích thước khối phân và hút nước để làm mềm phân. Khi này, việc đi đại tiện sẽ đơn giản hơn và thường xuyên ăn canh có chất xơ là phương pháp rất hữu hiệu để cải thiện tình trạng táo bón bởi nó cũng cấp đồng thời cả nước và rau xanh cho mẹ bầu. Mẹ bầu bị táo bón uống gì? Thay đổi loại sắt, một số bà bầu thường bị táo bón và đau tức ngực khi uống sắt hoặc canxi. Để hạn tình trạng này, bà bầu nên chọn sử dụng các loại viên sắt hữu cơ như Fumaret, sắt gluconat, canxi hữu cơ. Các loại thuốc có thành phần sắt và canxi này sẽ dễ dàng cho việc hấp thụ tốt hơn so với sắt vô cơ và chúng cũng ít gây kích ứng dạ dày và ruột hơn. Phụ nữ có thai tuyệt đối không được tự ý dùng thuốc trị táo bón. Trong thời kỳ mang thai, khi bà bầu sử dụng thuốc sẽ ảnh hưởng đến cơ thể mẹ và cả thai nhi. Vì vậy, để an toàn cho mẹ và em bé, việc sử dụng thuốc cần có sự chỉ định của bác sĩ hoặc người có chuyên môn. Mẹ bầu bị táo bón uống gì? Unicamama calcium. Mẹ bầu muốn thay đổi viên uống sắt và canxi nhưng không biết lựa chọn sản phẩm nào. Hiểu được tâm tư đó, video xin giới thiệu viên uống bổ sung đồng thời sắt canxi và axit folic mà không lo bị táo bón. Unica Mama Calcium, mẹ bầu bị táo bón uống gì? Nên sử dụng Unica Mama Calcium bởi Công dụng, bổ sung canxi hữu cơ, axit folic, sắt cho phụ nữ có thai và cho con bú, đối tượng sử dụng. Phụ nữ có thai, phụ nữ sau sinh và cho con bú cần bổ sung canxi, sắt axit folic, dạng viên nhai. Rất dễ sử dụng cho phụ nữ mang thai ăn rất tiện có mùi thơm nhẹ không gây khó chịu cho bà bầu ngoài ra sản phẩm còn có nhiều ưu điểm vượt trội so với các sản phẩm khác loại canxi mà unicamama canxi um cung cấp là canxi hữu cơ chiết xuất từ rong biển mẹ dễ hấp thụ sử dụng không gây lắng cặn và táo bón thân thiện với hệ tiêu hóa sản phẩm tuy bổ sung đồng thời sắt và canxi nhưng không bị cạnh tranh hấp thu dạng sắt có trong sản phẩm là polymotos đến sắt hữu cơ rất dễ hấp thu và không gây táo bón nó cung cấp cho phụ nữ mang thai axit folic, một hợp chất quan trọng trong việc ngăn ngừa dị tật bẩm sinh. Và nó là chất có thể ngăn ngừa ung thư vú trong thời kỳ cho con bú, với những lý do trên, Unicama Macansium là sản phẩm tốt nhất cho các bà mẹ tương lai. Bà bầu và phụ nữ sau sinh nên sử dụng giúp mẹ bầu cải thiện và phòng ngừa táo bón. Phòng ngừa táo bón cho mẹ bầu Táo bón không chỉ ảnh hưởng đến mẹ bầu mà còn tác động lên thai nhi, chính vì thế để không phải đau đầu với câu hỏi mẹ bầu bị táo bón uống gì thì bạn hãy bỏ túi những lời khuyên này ngay nhé luyện tập các bài tập thể dục nhẹ nhàng và thường xuyên các mẹ có thể tham khảo một số bài yoga cho bà bầu hoặc đi tản bộ nếu mẹ bầu nào có thói quen nhịn đi vệ sinh thì nên bỏ ngay đi nhé hãy tập cho mình thói quen đi vệ sinh mỗi khi cơ thể muốn ban đầu có thể sẽ không quen nhưng dần dần nó sẽ trở thành thói quen tốt Ngoài ra, tư thế đi vệ sinh cũng cần phải chú ý, hiện nay, do sử dụng bồn cầu thông minh nên tư thế đi vệ sinh có phần không đúng. Để khắc phục tình trạng đó, mẹ bầu có thể lấy một chiếc ghế nhỏ kê chân để không phải dặn mạnh. Bổ sung lợi khuẩn thường xuyên. Khi bị táo bón hệ tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng ít nhiều và gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Và ngay khi mẹ không bị táo bón cũng nên bổ sung lợi khuẩn để củng cố sức khỏe hệ tiêu hóa. Và sản phẩm hiện nay được các bác sĩ khuyên dùng đó là cốm tiêu hóa Amano Enzyme Gold. Nó không chỉ cung cấp lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa mà còn bổ sung các enzyme tiêu hóa. Các enzyme tiêu hóa này giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, tăng khả năng hấp thu cho mẹ và đồng thời chúng bổ sung thêm một số vi chất cần thiết khác như sáu loại vitamin nhóm B, khoáng chất L-lysine, DHA. Sử dụng cốm tiêu hóa sẽ giúp mẹ ngăn ngừa táo bón và có một thai kỳ khỏe mạnh. Mẹ bầu bị táo bón uống gì? Các bà bầu hãy lựa chọn loại sắt và canxi hữu cơ bởi chúng rất thân thiện với hệ tiêu hóa. Ngoài ra, ăn nhiều rau xanh và uống nhiều nước cũng giúp mẹ cải thiện được tình trạng táo bón. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 092 919 7777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn tận tâm từ trái tim website lê minh tuấn vn facebook tuấn thầy thuốc Subscribe ngoài nếu thấy video hữu ích